Dạ vâng kính thưa quý vị người dân Afghanistan đã biểu tình phản đối Hoa Kỳ dùng 3,5 tỷ của chính quyền cũ để bồi thường cho nạn nhân 9/11 hàng ngàn người dân Afghanistan đã biểu tình để phản đối việc chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng một phần tiền trong 7 tỷ đô la thu được từ chính quyền Afghanistan cũ để bồi thường cho nạn nhân 9/11 trong ngày thứ bảy là ngày 12 tháng 2. Người dân Afghanistan đã tụ tập ở tại thủ đô Kabul để biểu tình phản đối việc Hoa Kỳ đã sử dụng số tiền quá lớn từ 7 tỷ của quỹ mà chính quyền Afghanistan cũ đã thu giữ. Trong đó, Ngân hàng Trung ương Afghanistan đã lên tiếng khẳng định số tiền này mà họ đầu tư vào Hoa Kỳ theo đúng quy định của quốc tế. Đồng thời họ đã chỉ trích việc Hoa Kỳ đã đóng băng một số tiền là bất công, khẳng định số tiền phải thuộc về người dân Afghanistan. Chúng ta cũng biết rằng tại Afghanistan Taliban đã nắm quyền và thực hiện những cái điều mà nó đi trái với những cái quy ước của Liên Hiệp Quốc và vì vậy mà cái số tiền của Hoa Kỳ đang nắm giữ của chế độ cũ và là chế độ của uh, Afghanistan cũ vẫn còn ở trong các cái nhà băng của Hoa Kỳ, điều đó đã khiến cho người dân đói khổ và họ phải lên tiếng để biểu tình.